đôi ta mới gặp ở đây đỡ hạt chùm chùm ở vẫy vườn hoa đã tàn nhỏ hơn. Đôi ta đều khét nhớ quỳ khét nhớ mới về trời về chùm nơi đi gặp nhau đã tàn nhỏ hơn. Gặp nhau chẳng mặt là nó miễn chỉ bàn bạc ngạt họ đôi chung bụi ra giờ bạn ơi. Bạn ơi cất tiếng vọng lối đứa thăm hỏi cuộc đôi đôi bên tuổi bạn ơi. Chiang ai mà ngoài chỗ nó nhớ rong phun mới lại nhớ chiều anh bỏ ngoài à bỏ trường buồn mang chuồng người trường ra năm mà nó chắc rằng buồn nó vẫn ở lỡ vẫn lắm anh chưa đi hát ngày nó ngày nay gặp bạn là ướt lo chung bụi tôi bạn già ơi. Dù chẳng chẳng ngọt nhỏ hay những mê nhị kết bạn ngày nay là nơi đi trường ổn nơi lót đa lắm nên trường đứng ở chập mà đừng nhóm chân em đã nhớ anh chẳng có chập chẳng nhóm mà anh đi nói thực chạy ở lòng đâu mơ tôi hay nói những đôi ta gặp gỡ bạn đâu đứa bạc lại nhịp ở cầu đưa trao duyên ra chờ bạn ơi. Thì làm ơn làm hình nhói đôi tiệm trường tiệm ma lai tiệm cầu trường hạt rồi đi lên ra giỏi nhơi này hôm kém chiều cùng a lai qua cùng răng chẳng mình diễu đi hôm ai nhơi dần này nhà y kém chiều bạn lơi đôi ta đều giặt là ở dịu đỡ đi ta nên nó ơi. Gặp nhau mới buổi bàn đâu mình còn xin phép hay chăng ngay rằng tiếp tục đời mà đi đến tuổi giờ bạn ơi. Đôi mới gặp mà lần nữa đâu tiệm nơi đi nên nhớ rồi nhớ thế thì ý an ra nó ơi đưa thăm hỏi gia đình đưa mình mới biết già cứ đứng đôi bên ra nên bạn ơi.
thế nhà hỏi trước đã nói, nhưng cũng của nước chảy lững lơ cho nó chảy nhà mày. Mù giờ mây cầu đi giờ bạn ơi. Thế thì ý an đã nó ơi đôi ta hỏi cho hết nghĩa chưa đủ tình nhà tôi xong còn thời gian mình đi dùng gia đình nhà quê rồi giờ nó ơi thường khi thăm hỏi nhà cùng á lời hỏi thăm hỏi thật hỏi ở xa đứng hỏi hóa lại nhớ nó mặn khà đã lời cho anh đại nhớ nghe nhòi hỏi thật hỏi tha anh chẳng hóa là ùn mà phải lo đài nói anh đi kém trường bắn lơi nơi trường liền cũng đôi chung bụi đài nói thế mình chờ anh hỏi được nắng nơi chân đi để mà bố em cùng mày nói đưa lối cho anh đại nhớ đôi hà gặp gỡ nơi đi anh chưa mặt nôn ở nơi nó nơi bố rõ buồn tự tưởng đưa anh thông cùng nó cảm ơn cái tầm lo trắng nắng sương hoài ồn ồn nắng cảm ơn đại nhơi ồn ở thanh hòa nhơi thanh hòa là tình nhẹ nhơi ta thanh là hiền ồn ở mướn còn như sao nề nhớ nơi thanh tường thôn nhà tương phong rải nhớ thế thì anh nhà cảm chớ nỡ tình nhún trường đã bố đi lũng lang quê hương anh rõ thôi nó ơi cầu ni mình đã cho qua chiến sang cầu khác đỡ ba đi lên ra giờ bán nơi nhị nhoai tiệp mãi nhớ hỏi hớt đi hỏi hớt la chứ con răng nó nửa ra nó ơi đôi hỏi tình
chứ hỏi ớt lại câu ê nhà cậu ùn à đưa ngày ngày đều đi ra giờ bán nơi gần câu hỏi thăm ba kênh thăm bố mẹ à ở lên đang chẳng lại như cảm ơn lời chụt chớ chiếng ngỡ nàng thương em nhà ngoại bố mẹ ở nhà trang em cảm ơn rải ban nay còn như bố mẹ chứ nhà trang ăn chiếng ở khỏe chứ mẹ lẽ như hà ra nền nó à thế thì anh lại hỏi lại ra ún ơi hỏi thăm bố mẹ chứ nhà nàng ăn chiêng ở khỏe chứ mẹ lẽ như hà chẳng ún nó hơi vậy là em hỏi ngõ vậy ngôn nơi lặng lặng ngôn nghe đời nhà hỏi ôn cầu đi hỏi thăm bố mẹ nhà ở nam ăn chiêng ở khỏe mình ở lên như hà chẳng giờ bạn ơi cảm ơn cái tâm lo nga chan chan hoài đêm bố mẹ nhà mang ơn lại nhớ quán nhớ bố mẹ ở nhà mấy nhà mạnh khỏe nhớ lại thế thì mừng làm chứ bùi hạ nôn cái cha có mẹ ở khỏe ở nôn mình bùi ra giờ bạn ơi nhiều nói tiệp mãi nhói ai nhồi lắng ở lặng ai nhớ mình phải bố chợt kể ra ngày này ra ủn nó ai em đi đã cỡ là cửa lễ nhà ai đã có giá đi nhảy nhà phục chớ định ba đình ông rồi ủn nó ai ngày nay gặp mà lại chứ bà nữ phương đã chửi dùng kể phương là quen tôi ùn nói có chí trường để ở nhà công ở nhà kể chặt kể xa nhỏ kể đồi rồi mẫu má cười cho ra nền ùn hơi I know.
nhỏ đôi lại nhớ. Cảm ơn cái bạn nơi cái ơ tình, nói thăm đình bụ, nói thăm đình nhà ảnh mà chưa gia đình bên anh buồn nơi anh đi xây rừng ở gia đình xin nhàn chứ bà xôn số nói cỡ là cửa ở có gia đình có xôn có chầu rồi nó hư chị bà mơn làm dần lá mang vui rồi rồi nhớ. Thế cho anh nói ủn con nó ơi, ủn dài phải bù chật ơ như trang đứng mà kể đùi chớ bạn phương cười cho rai nó ơi hỏi thăm ủn bạn chớ ủn ơ tin ủn đã xảy chừng ơ gia đình lô chưa ra ủn nó ơi. Cảm ơn cái tâm mà lo ngó trang mang xương hỏi ở đình ủn an tâm ơn lại nhớ ủn đi xây dựng ra ở đình nhớ ủn bó chặt là bó xa vừa mướn bên xa rồi hại nhớ bó nó trưởng ồn cớ nôn ở mặt nến hỏi nó ơi nếu mà có lừa chưa có lắm chi nún đứng chập đừng nhắm chi anh cũng ủn nó ai hỏi xa mới biệt cuộc ngã đôi rồi nhớ chàng nhớ lời ngày này rồi nên bán nơi những lời cho khổ phần chứ nó ơi để nói mình phải chịu đỡ má rồi ơ bụi thôi giờ nó ơi chẳng bỏ việc thì ai nhớ ai nhớ bố mẹ khi nhớ con tôi khi cha ở khổ để nhớ nó đang dần phải ở chiều chờ quả đứa em đang còn trường ngôn anh kết ở bàn chớ kết nở phương đã đi chơi đi rồi chưa mượn nói gặp nhau ra nền nó ơi rồi mình chưa anh nhà hoài chứ tạm mơ nắng ủn xin nhà an chứ mấy người mới nhà mấy chị ủn nắng bố anh cũng là nó ơi con nhớ bố mẹ thì nhớ sang bố hụt mạng vậy là anh em đã nhớ anh đang đã có ra ở đi Bà Lý cho lại bà Lý đi cho bà tiếp.
cao hơn bầu này. Thế mình chứ mình buộc nơi buộc nhà đà đỡ là lên đã chửi dùng ở cái vườn hoa tươi ra giờ bán nơi có chi ấy xuống để nhà cô ngôi xa mới biệt cuộc đời bên nhau rồi nói thế un xây dựng gia đình un đã có mấy chầu mấy xôn un ơi bố lại cho lòng anh vui cùng là nói thế thì bụi làm rồi nó ơi đừng ẩn nần chi nó ơi kiếp sao phải chịu vậy đời mình bụi vây với đàn xôn rải nói thế phân chứ anh hỏi ùn đã hỏi sao ngã rồi ùn ơi con hỏi bạn cậu nó răng chẳng hỏi bởi ùn ơi vẫn chứ anh nhà nội rồi nhớ đi đội hạ bạc cửa ở mặt nữ nhà đã hỏi đền ở gia đình bên nhau rồi giờ nó ơi mình chưa con đúng bàn ở nhiều phương đã nhường trường nhường lời đi ùn nó ơi rồi ngày nó ùn về dùng chớ nịnh nhớ binh đôi ta tiệp vỡ tục còn đang đi lên rải nói bởi mình đặt là quê mương bên con phải nhường cho bạn cho phương đi ùn này chị nhá mương ai nói về đợt về mương đi chơi giờ nhớ cảm ơn cái mà
càng ngày này ngày ở chỗ ngày lên nhớ em tại ở à bên nơi chăm ôn còn mơ lại bên nơi chiều chẳng chúng ở khả à chúng chiều nhau ra à dù rằng ở chung cả chung ở chiều nhưng mà tình nhạc cảm à nhiều nhiều bên nhau là anh đã nói ùn đứng suy nghĩ à chỉ nói đôi ta còn ở ớt lệ nhà đôi luôn luôn gặp mặt à đỡ mà trời ở dùng ra nói mình chưa mình chứng thiền chứng ngã lối mình chẳng có chuộc chẳng trao nếu mình chuộc thêm biến là hỏng rải nói lê lê chế chạy là anh nhớ nhói luôn có khổ cô ngỡ nghèo ai là người ở bàn người ở phương quê ra nghe chẳng khắp mà tồn chứ lá lai ngày ngày anh mong gặp ở ùn chưa đỡ má trời rải nó ai thôi được chị xảy ra nhà ơi rồi anh ngủ hưởng ồn rồi mô nơi đội quân khổ ngạt lệ nhớ đôi nghe nó đi hạt gặp má khai ra xa khai nhớ người bạn mồ thôi ngày này ra nhớ tí răng xa bọn cả cơ mương nhưng lời thương chiếng hạt con vắng vắng tròn lon đã lỗ rải nói chỉ là về vợi nhà hơi những câu chiếng hạt dừng ở nơi nơi